Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay thì quý cô bác, anh chị hãy để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 đón Tết âm lịch 2024 ấm no, giàu sang, sung sướng, tiền vàng nhất chật két, ăn Tết thật linh đình. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, được trời Phật ban phước, thần tài ban cho lộc lớn, nắm được thiên cơ, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, đón Tết 2024, cực giàu sang, to nhất làng. Bốn mùa lộc phát muôn nhà, đôi vầng ánh sáng hiện ra cửa tiền, đâu còn kiếp nạn gọi tên, chấm kia như ý an yên cát tường, không còn vận hạn tai ương, hai tay đón nhận màn sương ngọt ngào. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Bính Thìn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Bính Thìn hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Bính Thìn phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Bính Thìn đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Bính Thìn không được dễ dàng làm mấy. Bính Thìn thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Bính Thìn hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Bính Thìn những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Bính Thìn hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Bính Thìn đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Bính Thìn, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Bính Thìn nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Bính Thìn thay đổi, thì thái độ của Bính Thìn cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Bính Thìn sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Bính Thìn chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Bính Thìn thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Bính Thìn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới cho trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Con rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số 12 con giáp, nó tượng trưng cho tham vọng và thống trị, nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng và mang tính thần thánh. Người sinh vào năm Thìn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ và tỏa sáng, và là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Dáng vẻ to lớn, oai hùng của rồng trong thần thoại khiến tư tưởng của con người mặc sức bay bổng. Bởi vậy, dù có hư cấu hay không, phẩm chất thần kỳ của rồng chắc chắn tiềm ẩn ở những ai sinh năm Thìn. Người tuổi Thìn khoan dung đại lượng, tràn trề sinh lực và sức khỏe dồi dào. Với anh ta cuộc sống là ngọn lửa rực rỡ sắc màu, dù anh ta tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, phiến diện, võ đoán, suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi quá cao hoặc cố chấp không chịu nói lý lẽ, song chưa bao giờ mất đi những kẻ sùng bái mình, do anh ta kiêu ngạo, thanh cao, vô cùng thẳng thắn, nên ngay từ nhỏ đã xây dựng lý tưởng và đòi hỏi người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như mình.
Người tuổi Thìn luôn có mục đích sống rõ ràng, anh ta phải có một sự nghiệp để phấn đấu. Khi phạm sai lầm, bạn thử tưởng tượng xem ngọn lửa trong lòng anh ta sôi sục đến mức nào. Chẳng hề có kế hoạch vĩ đại bắt tay làm lại từ đầu sau thất bại, rồng giống như chiếc ô tô hết nhiên liệu, cuối cùng bị người ta lật nhào, nom rõ thảm hại. Người tuổi Thìn cũng như tuổi Tỵ luôn có duyên với sự thành công, nhưng anh ta thẳng thắn công khai bày tỏ quan điểm của mình hơn người tuổi Tỵ. Thất bại của anh ta thường bắt nguồn từ nguyên nhân thể lực, cho nên dù anh ta có thua, cũng chẳng để lại vết thương trong lòng. Anh ta là người dám nói, dám làm và có thể đơn thương độc mã đi chiến đấu, thị uy với lãnh đạo, thu thập chữ ký của hàng triệu người cho bức thư đang công khai trên báo hoặc thư góp ý kiến. Cách công kích mạnh mẽ này giúp anh ta tránh được mọi căn bệnh stress hoặc liên quan đến thần kinh. Nữ giới tuổi Thìn là một quý nhân trong số 12 con giáp, cô ưa thích khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị, nam nữ bình đẳng. Những hành vi kỳ thị phụ nữ khiến cô nổi trận lôi đình. Đừng có chống đối cô ấy, cô ta sẽ đánh bại đấy, vì cô chẳng hề biết nhẫn nhục chịu đựng là gì đâu. Qua cách phục sức của cô ta, bạn có thể thấy rằng cô là một người nghiêm túc, quần áo tiện dụng được cô ưa thích nhất, trên áo cô không có vết nhàu, không cần giải đeo lưng, chẳng có chiếc cúc thừa nào, ưa thích mặc đồ thoải mái, thích hợp cho vận động, có nghĩa là cô ta sẽ mặc những bộ ống tay áo rộng rãi, sạch sẽ, tiện lợi để làm việc một cách nhẹ nhõm, thoải mái. Cô ta không phải đau đầu vì lựa chọn quần áo mặc hàng ngày. Các cô gái tuổi Thìn ít khi trang điểm cho chút bản thân, không có bất kỳ món trang sức nào, hoàn toàn mộc mạc tự nhiên. Lòng tự trọng của cô rất cao, tuy cao giá nhưng cô không muốn người ta đón tiếp cô như thánh nhân, mà chỉ cần ở bạn sự tôn kính. Dù khuyết điểm của người tuổi Thìn là nhiều sở trường, song hào quang của anh ta vẫn chói mắt mọi người. Anh ta rất phong độ, không bao giờ đố kỵ ai. Có lẽ anh ta luôn miệng cằn nhằn, nhưng chẳng khi nào thấy chết không cứu. Điều này không phải vì anh ta chân thành quan tâm, mà do anh ta cảm thấy có trách nhiệm với hết thảy. Người tuổi Thìn rất vui vẻ khi được đóng góp sức mình. Trước khi anh ta thừa nhận sự thất bại, anh ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh để thử một lần cuối, làm mẫu người hướng ngoại. Vô cùng yêu thiên nhiên, anh ta có thể trở thành một vận động viên năng nổ, ham thích bơi lội. Anh ta có tố chất của một nhân viên marketing siêu cấp, luôn tiếp thị với bạn bè, nhóm hội của anh ta. Thời tiết lúc người tuổi Thìn sinh ra có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Đứa trẻ sinh ra trong mưa gió bão bùng sẽ đi trên con đường đời trông chênh đầy mạo hiểm. Người sinh vào ban ngày khi trời biển phẳng lặng, thanh bình, cả đời sẽ được bảo vệ và tính tình cũng rất đáng yêu. Người tuổi Thìn hoặc kết hôn sớm hoặc độc thân một mình, một bóng, anh ta vui sướng với cuộc sống tự do vì công việc và sự nghiệp đã chiếm trọn cuộc đời và luôn có bạn bè hoặc người mến mộ đến làm bạn. Người tuổi Thìn không thích lãng mạn và tính tình rất hào phóng, anh ta khẳng khái, chẳng bao giờ để tâm đến ngân quỹ của chính mình thu chi cân bằng hay không. Người tuổi Thìn tích cực lạ thường, anh ta sẽ không buồn lâu, anh ta vui vẻ hoạt bát và phản đối chủ nghĩa màu mè, điệu đà. Không chấp nhận thất bại, anh ta sẽ tự mua dây buộc mình, khi cho rằng mình chẳng có lỗi lầm gì, anh ta sẽ tự lao đầu vào vực thẳm gian nan. Anh ta có mặt trên đời chính là để đạt được mục đích cao nhất, bạn càng muốn thay đổi anh ta hoặc đẩy anh ta tránh khỏi rắc rối, anh ta càng trở nên ngoan cố. Anh ta không hổ danh là người cầm đầu, ngay cả lúc buồn bã nhất, anh ta cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, sống duy tâm và đầy kiêu hãnh. Khi phải tiến hành việc gì hệ trọng, thì người tuổi Thìn luôn được cần đến. Họ có các ý tưởng lớn và những ước mơ vĩ đại, thẳng thắn, bộc trực, luôn cho người khác biết họ nghĩ gì. Cuộc đời có nhiều thăng trầm, một vài người tuổi này mơ mộng viễn vông với những hoạch định lớn lao trong khi những người khác chỉ đơn thuần muốn phô trương khoe mẽ, thích được sùng bái kính trọng, nhưng những lời tâng bốc nị nọt không dẫn họ đi đến đâu. Tuy nhiên, họ rất may mắn và người khác thích ở cùng phe với họ. Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động,
hòa đồng với mọi người xung quanh, họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy sexy. Đàn ông tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn, và họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Bạn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy bạn biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường đối với bạn, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lộc của bạn quả chính xác và sáng suốt. Nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên nếu bạn muốn dành dụng tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch ham chơi, khi lớn lên khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên có một số người lại cho rằng tuổi Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn, ngược lại tuổi Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình, họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Tổng quan tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn 1976. Người sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977, thuộc tuổi Bính Thìn, cầm tinh con rồng, thiên can Bính kết hợp với địa chi Thìn, mang ý nghĩa thiên thượng chi long, tức rồng trên trời. Sinh năm 1976, mệnh thổ, sa trung thổ, tức đất pha cát, theo học thuyết ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024 là năm mệnh hỏa, tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can Bính tương sinh với can Giáp, địa chi Thìn gặp thì được bình hòa. Nhìn chung lá số tử vi 2024 của nam tuổi Bính Thìn rất tốt đẹp, sự nghiệp của mệnh chủ đã có những thành tựu nhất định. Năm 2024 là thời điểm Bính Thìn nam mạng có thể củng cố tiền đồ thêm vững chắc. Cơ ngơi đã gây dựng này không chỉ là tài sản của nam tuổi Thìn 1976, mà còn là nền tảng để con cháu sau này phát triển. Năm 2024, các khía cạnh sức khỏe, tình cảm, gia đạo của bản mệnh Bính Thìn khá tốt đẹp, mệnh chủ nên cố gắng cư xử khéo léo, hòa hợp để cân bằng các mối quan hệ tốt nhất. Hơn nữa, ở độ tuổi này, công việc nên dần được chuyển giao cho thế hệ sau, Bính Thìn sẽ cần dành nhiều thời gian cho đời sống tinh thần, chiêm nghiệm về cuộc sống. 1. Sao chiếu mệnh. Vào năm Giáp Thìn, nam sinh năm 1976, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, chòm sao chủ về hao tài tốn của, sức khỏe, Bính Thìn nam mạng trong công việc nên áp dụng chiến lược chậm mà chắc, làm việc chỉn chu, cẩn trọng. Đối với những công việc rủi ro cao, bản mệnh nên cân nhắc trước khi lựa chọn đầu tư, đồng thời nên có phương án dự trù cho những trường hợp xấu xảy ra. Đối với nữ mạng, nữ tuổi Bính thì gặp sao chiếu mệnh Thái Âm trong năm 2024, chòm sao các tinh chủ về tài lộc, công danh sự nghiệp. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, người làm ăn ngay thẳng, thật thà, không gian dối thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để củng cố sự nghiệp thêm vững chắc. Năm này, nữ mạng Bính Thìn tuy không còn nhiều mối bận tâm trong công việc và chuyện kiếm tiền nữa, nhưng vẫn có thể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp công sức to lớn cho tổ chức, cộng đồng. Đối với nữ Bính Thìn vẫn duy trì các công việc lao động thì sẽ được vị trí nghề nghiệp ổn định như mong muốn, chỉ cần làm việc có trách nhiệm, uy tín thì gặt hái được thành quả xứng đáng. 2. Vận hạn. Bản mệnh gặp hạn toán tận trong năm 2024, hạn chủ về hao tốn tài sản,
Vận hạn này nhắc nhở nam tuổi Bính Thìn nên thận trọng trong việc bảo quản tài sản của mình, đặc biệt là ở nơi công cộng hoặc khi xuất hành đi xa. Đối với việc chi tiêu cũng cần có sự hợp lý thì cuộc sống sẽ được dư giả, sung túc. Với nữ mạng, tuổi 1976 nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm Giáp Thìn, vận hạn chủ về sức khỏe, mất năng lượng, đôi khi áp lực công việc và cuộc sống, khiến nữ tuổi Bính Thìn không có thời gian chăm lo cho sức khỏe bản thân. Mệnh chủ nên điều chỉnh lịch trình phù hợp, tránh làm nhiều việc cùng một lúc gây ảnh hưởng tới tinh thần và cơ thể. Khi cơ thể mệt mỏi, mất năng lượng, Bính Thìn nữ mạng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để phục hồi sức khỏe. 3. Vận niên. Bản mệnh gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức Châu về núi trong năm này. Vận niên Ngưu Hồi Sơn báo hiệu điềm lành trong chuyện tình cảm, sự nghiệp. Bính Thìn nam nữ mạng gặp may mắn trong công việc làm ăn, gặp được quý nhân, tri kỷ bầu bạn tâm sự, sự nghiệp phát triển ổn định. Khi bản mệnh hướng đến mục tiêu rõ ràng, nghị lực không màng gian khổ, gia đạo hòa hợp là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh chị tuổi Thìn 1976. Bản mệnh có người bạn đời đồng hành chia sẻ vui buồn khi tuổi đã xế chiều, tình cảm vợ chồng thầm lặng nhưng đầy thấu hiểu và sẻ chia. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976, Tết 2024 âm lịch. Tử vi Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong thời điểm đầu năm mới, vận trình của người tuổi Bính Thìn có khá nhiều biến động. Nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, quan hệ tam hội cục sẽ đem lại cho những chú rồng một tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Công việc áp lực ở mức vừa phải, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể do nguyệt lệnh lâm đất dưỡng là điềm báo vận trình trong các tàng hung, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở. Do đó, bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ, tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh được những xui xẻo bất ngờ. Tài vận trong tháng ở mức khá, không có nhiều khoản thu vào, đã vậy việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đã ngốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài, kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Vận trình tình cảm của những chú rồng đầu năm mới cũng không được lý tưởng cho lắm, có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết. Nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Phương diện sức khỏe tuy không gặp vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó chú ý đi đứng thận trọng, lái xe an toàn, khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang ngay đầu năm. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Thìn 1976, Tết 2024 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn chào đón đầu năm mới với tâm lý khá thoải mái, may mắn là vận trình trong tháng của bản mệnh có không ít biến động, nhưng nhìn chung công việc vẫn trôi chảy theo đúng tiến độ. Áp lực không quá lớn, đầu xuân năm mới mọi việc tiến hành ở tiến độ chậm vừa phải, không quá gấp rút, dưới sự che chở của quan hệ tam hội. Những chú rồng dù có thời điểm vẫn gặp phải không ít thách thức và ngáng trở, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Thiên ấn cũng tạo ra những cơ hội tốt để con giáp này tranh thủ sắp xếp lại công việc sau kỳ nghỉ dài, đưa ra các kế hoạch, dự án mới hoặc tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, tạo bước đệm vững vàng cho quá trình phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất dưỡng là điềm báo vận trình trong các tàng hung, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở. Do đó, bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ, tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ. Đừng quá lo lắng, trong tháng còn có sao tả phù hỗ trợ. Ở thời điểm nguy cấp bản mệnh sẽ được quý nhân giúp một tay kịp thời, hóa hung thành cát. Nếu có dự định cầu công danh trong tháng này, bạn cũng có thể mạnh dạn tiến hành, miễn là đi đúng hướng và có sự chuẩn bị kỹ càng. Đừng ngần ngại khó khăn vì chặng đường tới thành công nào cũng phải trải qua chông gai. Với những ai có ý định khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc khác, có thể cân nhắc ngay trong tháng này. Có điều nếu đã quyết định thì bạn cần quyết tâm đi theo lựa chọn của mình. Nếu không làm được điều này, e rằng việc chỉ khởi phát theo hướng dễ bị bỏ cuộc giữa chừng. Xét phương diện tài lộc, tuổi Bính Thìn 1976, Tết 2024 âm lịch.
Tử vi tài lộc tuổi Bính Thìn Tết 2024 âm lịch nhận thấy, thời điểm này không có tài tinh chiếu mệnh, nên tài vận của những chú rồng chỉ ở mức khá, nhờ các khoản tích lũy từ trước đó. Bạn không có nhiều khoản thu vào, đã vậy việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đã ngốn của bạn không ít tiền, nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài. Kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính, dịp đầu năm mới sức tiêu thụ hàng hóa chưa nhiều, thị trường chưa sôi động, vì thế việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này chỉ duy trì ở mức bình ổn, chưa thể có sự đột phá bất ngờ nào ở thời điểm này. Bạn có thể tranh thủ thời gian này để nghiên cứu, phân tích sản phẩm, nhu cầu thị trường, chờ thời cơ đến chỉ việc đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất, đón đầu xu hướng. Nhưng nhớ là làm gì thì bạn cũng cần hoạch định kế hoạch rõ ràng, tránh tình trạng ban đầu hứng thú, sau rồi chán nản và bỏ cuộc giữa chừng, công sức thành dã tràng xây cát. Việc hùn vốn, hợp tác làm ăn cần hết sức cẩn trọng, do có thiên cầu hung tinh xuất hiện, hung thần này mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh làm nhiều nhưng hưởng ít, công quả rơi vào tay kẻ xấu, bạn cần hết sức lưu ý trong việc chọn người hợp tác để tránh bị lợi dụng, lừa gạt tiền mất tật mang. Xét phương diện tình duyên tuổi Bính Thìn 1976, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi khoa học chỉ ra rằng, Tết 2024 âm lịch vận trình tình cảm của các cặp vợ chồng tuổi Bính Thìn không được lý tưởng cho lắm. Có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết, nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Đã vậy sự xuất hiện của tả phù tuy hỗ trợ khá tốt cho công việc của con giáp này, nhưng vô tình lại mang tới nhiều mối quan hệ khác giới khá phức tạp. Nếu không thận trọng, bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, khiến hạnh phúc gia đình bị đe dọa, dễ dẫn đến đổ vỡ. Tình duyên của người độc thân may mắn hơn chút, bạn biết cách thể hiện sức hút riêng của mình để giành lấy thiện cảm của người khác. Nhờ vậy, con giáp này không khó tìm cho mình đối tượng phù hợp, đáp ứng được cả về ngoại hình và điều kiện, chỉ là cần xem trái tim bạn sẽ sẵn sàng vào lúc nào mà thôi. Ngoài ra, nhắc nhở các cặp đôi yêu nhau lâu nhưng chưa tính tới chuyện kết hôn, cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để tình cảm phai nhạt, thậm chí đổ vỡ khi có rắc rối, mâu thuẫn phát sinh. Thiên cầu xuất hiện trong tháng còn có thể là điềm báo có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm lứa đôi. Nếu cả bạn và người ấy không biết trân trọng những gì đang có, sớm muộn gì cũng hối tiếc. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Bính Thìn 1976, Tết 2024 âm lịch. Ở độ tuổi trung niên, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện lão hóa. Lúc này sức khỏe cần được chăm sóc khoa học và lành mạnh hơn, việc vận động thường xuyên, tập thể dục đều đặn phù hợp sẽ giúp cải thiện sức khỏe thể trạng, đẩy lùi các triệu chứng khủng hoảng tuổi trung niên. Bên cạnh sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần cũng cần được chú trọng. Khi tuổi tác đã gần chạm ngưỡng 50, lúc này tâm sinh lý có sự thay đổi, anh chị dễ trở nên nhạy cảm hơn. Vì vậy các hoạt động xã hội, cộng đồng, kết nối bạn bè sẽ giúp anh chị tuổi Bính Thìn vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. 2. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh,
tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, sông đất đầu năm là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Ông cha ta quan niệm rằng, người đầu tiên bước vào nhà kể từ sau khoảnh khắc giao thừa là người sông đất năm mới. Nếu là người hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang tài lộc, cát lành, vận may dồi dào cho gia đình suốt cả năm. Khi chọn người hợp tuổi sông nhà cần xét theo yếu tố tuổi hợp và mệnh hợp. Người tuổi Bính Thìn mệnh thổ, hợp với người mệnh hỏa. Xét theo tam hợp, thân, ý, thìn và nhị hợp, thìn, dậu thì gia chủ tuổi thìn nên chọn người tuổi thân, ý hoặc dậu sông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà đầu năm cho nam mạng tuổi Bính Thìn trong năm 2024, tuổi Mậu Thân 1968, tuổi Kỷ Dậu 1969, tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Tân Dậu 1981, tuổi Giáp Tý 1984, tuổi Nhâm Thân 1992. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành đầu năm vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, đi về hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, hướng Đông Nam để đón tài thần. Nên khởi hành vào giờ hoàng đạo như giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn, những kẻ mạnh mẽ chịu đựng sự cô độc khi đêm về, cười bình thản mỗi khi ngày mới rạng. Họ chỉ kể một nửa câu chuyện của mình với thế giới xung quanh và chẳng nói gì với cha mẹ để thân sinh phụ mẫu không phải lo lắng phiền lòng. Những kẻ mạnh mẽ hiểu rằng yếu ớt sẽ không đổi lại được giúp đỡ, thế gian này sẽ không quan tâm đến tâm lý của bạn cho đến thời điểm bạn thể hiện sự giận dữ và uất ức ra ngoài, để rồi khi đó họ lại nhìn ta như kẻ xấu, chỉ biết đến bản thân, yếu đuối không đổi lấy được sự thương hại hay đồng cảm, có chăng chỉ là sự khinh bỉ mà thôi. Những kẻ mạnh mẽ mặc định rằng cười lên và nói rằng tôi ổn, vì thế giới này sẽ chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn lại chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều ta cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu, tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây hay khuya đêm nay sẽ không ai ở bên cạnh bạn cả, nên chỉ biết nhắn nhủ rằng mong bạn an ổn. Nếu bạn đọc được những dòng vu vơ này, bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào. Cho đến thời điểm trở nên kiên cường là lựa chọn duy nhất mà bạn có. Bạn có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu, cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la bạn ạ. Điều bạn cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang vỡ vụn ra của chính bạn, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của bạn, nhưng bạn sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui. Chứ bạn không sinh ra để cần người khác hiểu, thế nhân không quan tâm đến bạn, còn mình thì có, nên mình mong bạn một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé bạn của tôi ơi, cho đáng những tháng ngày bạn đã bền lòng bền chí, vững dạ kiên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.